trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Chào các quý vị khán giả nhá. Mời cùng cơm với bọn cháu, đội thừa bọn cháu với là các em Lực với Sử. Và cháu cũng xin chào các cô, các bà, các chú để một buổi tối vui vẻ. Xin chào các quý vị khán giả. Vâng, như hôm nay thì mỗi người xây một gốc. Như chú Quang thì phân vào xây nhà tắm, nhà vệ sinh. Thay với Bình thì phụ trách vào phòng khách, cửa chính. Chú đồng chí Long kia thì phụ trách xây vào cửa vào phòng bếp. Thì mỗi người làm một gốc để cho nó nhanh tiến độ. Vì bây giờ còn đang nắng, trong 1-2 ngày nữa bắt đầu mưa rét, trên này rét thì năm lúc nó phải nghỉ cả tuần đến tháng cơ. Cháu Lực xin chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Lần đầu tiên thì cháu Lực xin được gửi lời chúc tốt đẹp tới tất cả các mạnh thường quân và tất cả khán giả đang theo dõi ở trên kênh Bản Em. Em Hải thì cũng vừa mới đi học về luôn này cô bác này. Con xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Rồi, đi học cái này thì nãy thì đéo đi qua hay không? Anh xem nào. Ôi rồi, in cái dấu gì đây đây? Hả? À? In dấu gì đây đây? Ôi rồi, đằng sau này các bác này, đằng sau thì có thể là đeo cái cặp này đi một cái quãng đường mà rất là dài. Thành ra là bây giờ những cái viền áo của em đã in hẳn những cái dấu cặp lên trên... Anh chị áo rồi, thôi đi về nhà tắm rửa thay quần áo nhá. Dạ. Đấy, đi về nhà tắm rửa thay quần áo đi. Dạ. Đấy, còn đây là 7 à? Dạ. À? 7 à? Có phải 7 không? Hả? À? Vì làm sao đấy? Tay khỏi chưa? Xem nào. Ui, tay vẫn còn một chút này cô bác này. Đấy, đây là bé 7 của bác. Hồi trước thì cũng có đi ra rừng cùng em, cùng anh ấy, thành ra là bị đốt đến nỗi mà phải nói là ngất luôn cô bác. Đi xuống tận bệnh viện trung ương để mà nằm luôn cô bác ạ. Đấy, rất là tội. Mày chào các ông các bà đi. Nào, khoanh tay vào. Con chào các ông bà. Các ông bà. Con chúc các ông bà. Con chúc các ông bà. Thật nhiều sức khỏe. Sức khỏe. Luôn gặp. Điều may mắn. Trong cuộc sống. Đây rồi, phải nói là bé Mày của bác ạ, một đứa trẻ mà cũng rất là ngoan của bác. Năm nay thì được có 4 tuổi thôi. Phải nói là có thể như là Mày tiếp thu rất là nhanh của bác ạ. Bằng nếu mà bạn bè của Mày ở xung quanh đây của bác thì còn rất là ít bạn, rất ít cháu mà biết là nói tiếng Kinh sói như Mày của bác. Ở đây thì cháu Lực nói câu nào thì em mới nói theo câu đấy, nhưng mà những cái câu nói của em thì cũng rất là chuẩn. Ôi, bị đốt à? Hả? Bị đốt à? Đây, đốt đâu xem nào. Đốt ở đâu? Đấy, thoa một ít dầu này thì sẽ tránh được những con dín này cô bác ạ. Đấy. Hôm nay Mày đi học về à? Phải á, anh Hải đón về luôn à? Vâng ạ. Vâng ạ. Anh Hải có lấy cống không? Không. Không đó, thế tự đi bộ về à? Tự đi bộ về à? Hả, à, phải không? Phải. Phải à? Em Hải thì một đứa bé rất là ngoan các bác ạ. Đấy, bây giờ thì cùng anh Hải đi về nhà đấy nhá. Đấy, buổi sáng sớm thì có thể như là các em, các cháu đi học ấy còn lạnh cho nên là bố mẹ đã phải mặc... trên mình những cái áo len như này cô bác này. Nếu mà mấy đứa đến mùa đông ấy, phải nói là những cái áo len như này cô bác này, có khi là phải tầm 2-3 áo thì còn là chưa có đủ ấm ấy cô bác. Đấy, đi về đi nhá. Đấy, cùng anh Hải đi về đi. Đấy, Hải thì đi tắm rửa xong thay quần áo mới nhá. Quần áo thì có nhiều đúng không?
Anh phải nói là các bạn nhỏ ở trên vùng cao này cô bác này, hầu như là bạn nào cũng thế cả. Lúc đầu biết đi rồi thì phải một mình tự đến trường. Có những hôm thì bố mẹ có thể là bố mẹ đi qua thì đưa đi học thôi, có bạn có bè có các anh thì đi theo các anh thôi. Còn bây giờ thì cháu được cũng cập nhật cái tiến độ mà công trình làm nhà của ba ông cháu tới đâu rồi các bác nhá. Có thể là bây giờ các anh đã xây khoảng lên là tầm 1 mét rồi các bác ạ. Hôm nọ thì cũng có rất là nhiều cô bác cũng có nói với cháu Lực rằng là mình lúc mà mình xây tường ấy, cho nên là mình phải là khoan những cái lỗ để mình cắm những cái dâu sắt sáu vào này cô bác này. Đấy, ở đây thì bây giờ cũng các anh cũng đã khoan rồi đó. Hôm nọ thì có thể như là các anh chưa có máy khoan đấy cô bác, cho nên là các anh đóng cái sắt đinh số 7 này cô bác này, đóng đinh số 7 vào cho nên là cháu Lực không có biết đấy, thành không có biết. Em chào anh Thanh nhá. Vâng. Hôm nay thì anh làm công việc gì thôi anh? Anh thì ngày nào anh cũng xây thôi. Ngày nào cũng xây à? Vâng. Ngày nào cũng xây như này thì có lên tay nghề không anh? Có chứ em. Vâng. Thế mình xây tầm cái năng khiếu của mình phải lên một chút chứ. Thế mình xây tầm 10 năm thì liệu mình có cần dùng cái những cái sợi dây cước này không? Ôi không được đâu em ơi, phải dùng cước chứ. Xây 10 năm mà không dùng cước anh? Cước chứ. Không dùng cước không được đâu. Hôm nọ thì có ba anh chị cũng đã dặn cháu Lực rồi. Nếu mà bây giờ mình để cửa ra cái góc bên kia thì thành ra là nó hơi ngôi nhà không có được cân bằng, cho nên là hiện tại là cháu Lực xé để ra ở cái phần giữa này, xong là hai bên thì cháu Lực xé làm hai cái cửa sổ của bác. Đấy, bây giờ thì phòng khách rất là nhiều cửa sổ rồi, cho nên là cháu Lực thiết kế cái cửa sổ nó nhỏ hơn một chút cô bác. Nếu mà bây giờ mà mình làm cái cửa sổ mà nó tầm 1 mét ấy thì ở bên này nó sẽ được có một cái hàng gạch thôi. Nhưng mà một cái hàng gạch nó không có được chắc chắn đấy cô bác, cho nên là cháu Lực phải làm hai cái hàng gạch như này thì nó mới chắc chắn được cô bác. Đây, ở đây thì các anh thợ cũng có nói với cháu Lực rằng là như thế rồi. Chào chú Bình nhá. Vâng. Sáng nay thì chú chưa có lên nhỉ? Cháu nhá. Chào chú Lực nhá. Vâng. Hôm nay sáng nay cháu lên thì không gặp chú. Vâng, chú thì sáng nay còn bận ít việc. Còn bận ít việc à? Ui cậu, ổ điện của các chú có vẻ nguy hiểm quá. Chú ơi. Ổ điện hỏng hết rồi. Chưa có tiền mua đây này, hỏng hết sạch, bên chịu dùng thôi. Ui ổ điện các chú có vẻ nguy hiểm quá. Cố gắng bên chịu dùng. Cái này chắc là phải dùng cái đấy để băng dính. Để băng dính dán vào thôi. Cái này bây giờ mà lỡ tay mà chạm mà vào nữa cô bác này, không phải nói là dập luôn đấy. Chắc phải đi kiếm cái túi bóng về để buộc lại cho các anh một các anh thợ một chút. Rồi thì ngày mai cháu Đức sẽ mua lên cho các anh là một cái ổ điện sâu cô bác. Đấy, buộc cái này xong thì một tí sẽ bảo một tí sẽ ra nói chuyện với anh Vinh, xong là xem cái tiến độ công trình hôm nay anh Vinh làm tới đâu rồi, và hôm nay thì anh Vinh cho anh em thợ là làm những công việc gì các bác nhé. Hãy cho anh thợ chính nói cho các bác biết luôn. Hầu như nếu mà mình không có cái băng dính của bác, nhưng mà mình dùng cái túi bóng này thì nó cũng cách được điện đấy. Bây giờ thì lại buộc tạm cho các anh một chút rồi thì ngày mai cho Lực sẽ mua cái ổ điện cho các anh xong. Anh Vinh thì đã vẫn đang trong cái quá trình mà hoàn thiện ở cái phòng ngủ bên kia của bác ạ. Thầy nếu như cô bác anh chị có những cái điều gì thắc mắc thì cô bác anh chị có thể điện cho cháu Lực qua cái điện thoại ở trên màn hình, cái số mà 355 ấy cô bác, cháu Lực sẽ cầm nhiều hơn. Này cháu Lực cũng phải nói thêm một lần nữa cô bác này để cho cô bác là cùng nắm gió được cái phần cửa thì trước kia cháu Lực nếu mà theo như là hôm nọ cháu Lực thiết kế thì bên này sẽ để một cái cửa sổ thôi. Cái cửa sổ bên này thì sẽ là cái cửa sổ to nhất cô bác. Nhưng mà bây giờ cũng được các mạnh thường quân và các khán giả có đóng góp cho cháu Lực. Nếu mà cái phòng khách mà mình làm một cái cửa sổ thì nó sẽ hơi nhỏ, hơi như kiểu ngôi nhà nó rất là u ám với cô bác. Cho nên là cháu Lực cũng nghe theo mạnh thường quân bảo là mình nên làm thêm hai cái cửa sổ đằng sau nữa. Và ở trước cái phần...
cửa chính thì cháu Lực cũng sẽ làm hai cái cửa sổ ở hai bên nữa, thì ngôi nhà nó sẽ đẹp hơn và nhìn nó sẽ thẩm mỹ hơn cô bác ạ. Đấy, bây giờ thì cháu Lực nhìn thấy anh Vinh đang trong cái quá trình mà hoàn thiện là cái phần cửa sổ bên này rồi quá. Anh chào anh Vinh nhá. Vâng, chào chú Đức nhá. Chào khán giả nhá. Trong kênh theo dõi kênh của bạn em của em Đức nhá. Đây ở đây thì trên cái phần cửa sổ của bác nhá, các anh cũng để luôn cả cái sắt sấu này vào này để cho nó chắc đúng không anh? Đúng rồi. Vâng. Mình sang cầu thì nó không sập trên xuống để vâng. Giữ lực. Vâng. Thế thì anh có thể cập nhật cái tiến độ mà cái quá trình mà hôm nay mấy anh em thợ mình làm những công việc gì được không anh? Vâng, như hôm nay thì mỗi người xây một góc. Như chú Quang thì phân vào xây nhặt nhà tắm, nhà vệ sinh, thay cái bình thì phụ trách vào phòng khách, cửa chính. Chú đồng chí Long kia thì phụ trách xây vào cửa vào phòng bếp. Thì mỗi người làm một góc để cho nó nhanh tiến độ. Vì bây giờ còn đang nắng, trong 1-2 ngày nữa bắt đầu mưa rét trên này rét thì năm lúc nó phải nghỉ cả tuần đến tháng cơ. Vâng. Thế thì theo như hôm nọ anh em mình có bảo với nhau ấy, nếu mà bây giờ làm ở cái phần bên trước cửa này, một cái cửa sổ thì nhìn nó cũng có được cân đối ngôi nhà. Thì anh cũng có bàn bạc với cháu Lực và cũng được sự đồng ý của một số mạnh thường quân. Thì cũng có bảo với cháu Lực rằng là mình làm cửa sổ ấy, cho nên là mình cho nó làm nó cân đối một chút. Thì nhìn thấy ngôi nhà nó sẽ đẹp hơn cô bác. Thí dụ như bây giờ nếu mà cháu Lực làm cái một cái cửa chính với lại một cái cửa sổ thôi thì nhìn cái ngôi nhà nó sẽ không có được cân đối các bác. Một bác hợp bên ngang với bạn này thế này. Một lâu phím mà bác hợp bên ngang. Ở đây thì đến lúc hoàn thiện thì cô bác có thể mở hơn lúc gì cũng bác hợp bên ngang những chủ đẹp rằng chứ. Là nhà em sửa thì có bác, mơ bác rất là nhiều cửa sổ của bác. Bác lim mở lim thẻ khách thì phải có đến tầng là bài với khách riêng thẻ khách thì là bài cửa sổ bạc bạc của bác ạ. Mình làm nhiều cửa sổ này thì nó sẽ thoáng hơn rồi anh nhỉ? Làm nhiều cửa sổ thì nó thoáng. Vâng. Vừa là bây giờ nhưng thoáng thứ nhất thoáng là tiết kiệm điện cho gia đình. Vâng. Nhưng mà nếu mà mình không đóng cửa sổ thì nó cũng hơi lạnh ấy, nếu mà đóng ấy nhỉ? Đúng rồi, phải bây giờ phải vâng. Thiết kế cửa sổ để lắp. Vâng, cửa sổ thì cần thiết thì mình mở thôi. Vâng. Theo như cô bác khán giả mà đang theo dõi trên kênh bản em thì liệu cháu Lực để cái phần cái cửa sổ như này thì theo cô bác thì có hợp lý không? Đây, cháu Lực cũng mong muốn làm sao là làm cái ngôi nhà của ba ông cháu làm như thế nào để nó hợp lý nhất có thể cô bác ạ. Bây giờ mà mình làm cái ngôi nhà mà nó sai sót một chút nào thôi thì nó cũng ảnh hưởng rất là lớn cô bác. Thứ nhất thì nó cũng ảnh hưởng tới kênh của cháu Lực này. Và thứ hai thì cũng ảnh hưởng tới cái đội thợ của anh Vinh hiện tại là đang làm. Ví dụ như là sau này có người về nhìn ngôi nhà này bảo ô đội thợ này là đội thợ nào mà làm cái ngôi nhà mà sao nó trông như kiểu xấu quá. Thì thành ra là các anh thì cũng có sẽ mang tiếng ở trong cái thôn bản này. Nhưng mà sau này như thế thì sau này sẽ người ta không có dám tin tưởng. Người ta sẽ không có tìm đến mình, dám thuê mình để xây dựng nữa. Đúng không anh? Đúng rồi. Vừa đi! Ôi, vừa đi à anh? Vừa đi em ơi! Đấy, phải nói là phụ vớ thì cũng rất là vất đấy cô bác ạ. Khi mà một mình mà cân tới hẳn là 4 người đang xây luôn. Đấy, các anh thì xây rất là nhanh. Đang 5 người xây đấy, hôm nay đang, 5 người. Đang 5 người xây luôn anh ạ? Vâng. Hôm qua hôm kia lên thì cháu Lực nhìn thấy chú Bình là chỉ làm đến cái phần là ván gỗ xong là kết cốt pha thôi. Nhưng hôm nay thì lên thì thấy chú Bình cũng cả xây luôn. Thì là 5 người luôn. Một người phụ mà tới hẳn 5 người thợ chính như này thì một cái ngôi nhà sẽ hoàn thiện sớm nhất có thể các bác ạ. Cho em mượn cái mic đi tham quan một chút đây nhá. Vâng. Đây ở đây thì hầu như là cái góc nào các anh cũng đều là cắm cái phần dâu sắt sáu hết cả các bác nhé. Đây bây giờ thì các anh đang làm thêm là cái giáo để các anh đứng được trên chỗ cao hơn và các anh sẽ xây dựng cao hơn các bác ạ.
bây giờ là nếu mà mình bây giờ mà cháu Lực làm cái cửa sổ nó rộng mà 1 mét thôi, 1 mét, nhưng 1 mét cũng được cô bác ạ, nhưng mà sợ rằng là sau này mình lắp cái phần cánh cửa này vào bên này nó sẽ yếu quá, thành ra là không có làm được. Ôi, rút điện ra sao rồi thanh niên ơi, đây. Ở đây thì là 50 phân là các anh sẽ cắm một cái dâu sắt 6 của bác ạ. Cũng như các bác anh chị đã tư vấn với cháu Lực rằng là mình làm thêm những cái dâu sắt 6 vào thì sau này mình xây thì nó sẽ không có bị nứt ở cái phần tường á. Đây bây giờ thì cho các bác anh chị cùng xem ra bên này phần của bên chú Bình với lại anh Quang thì đang thực hiện tới đâu rồi. Ui, cái nhà tắm như này thì có vẻ là rộng rãi lắm đấy anh nhỉ? Ủa đâu? Đấy, cô bác có thể tưởng tượng được rằng là 2 mét ở trong cái phần ngôi nhà tắm thì nó sẽ rộng như nào. Còn là cái chiều mà cái chiều dài của nó là 4 mét rồi cô bác nhé. Chiều rộng của nó là 2 mét. À Vinh thì hôm nay, anh Quang thì hôm nay cũng xây nguyên ngày à? Biết xây thôi. Chỉ biết xây thôi á? Thợ rồi đúng không anh? Thợ xây à? Chắc thế. Anh có cắm cái dao sắt 6 không đây? Có chứ. Có à? Đây này đang còn lố đây này. À đây thì cháu được cũng thấy là các anh chuẩn bị rất là nhiều những cái dao sắt 6 đây vào để mình xây tới độ tầm 50 phân là các anh sẽ cắm một thanh các bác ạ. Đấy, như này thì sẽ phải là cái công dụng của nó để chắc cái phần tường đi không anh? Đúng rồi. Để nó không nứt cái tường với cái cột đây. À vâng. À để nó không bị bừa ra đúng không? Nó không bị, sau này mình chắt xong nó không bị nứt cái cạnh tường ấy. Như cái ngôi như nhà của em ở dưới kia đấy anh ạ, nó bị nứt ở cái phần này ấy, chắc là không có để dâu hay sao ấy. Không, thường thường là không để dâu với lại nó không bôi keo kia là nó hay bị là nứt. Hay bị nứt đúng không? Cái nhà của cháu Lực cô bác thì tường thì cũng xây tường 10 thôi, chắc là do là trước mà các anh thợ xây không có để cái phần như này cô bác. Phải nói là bố của cháu Lực thì cũng không am hiểu về xây cho là lắm, đến cháu Lực thì cũng không có am hiểu xây cho lắm, cho nên là các anh thợ xây thiết kế cho như nào thì mình cũng chỉ biết nghe như thế thôi. Đấy, bây giờ thì đã nhận được lại cái hậu quả của nó là nó bị nứt ở cái phần tường rồi. Nếu mà một ngày anh xây thì xây được là bao nhiêu mét vuông anh? Nguyên xây ấy. Nhiều chứ. Nhiều là bao nhiêu mét vuông? Tầm khoảng 10 mét. 10 mét vuông à? Hay là đứng 10 mét thôi? Đứng 10 mét vuông. 10 mét vuông à? Nếu mà gạch vớ... Đầy đủ. Đây là mình xây, mình còn đi nhiều lúc mình còn từ đi lấy vớ cơ mà. À. Như anh thì xây tầm bao nhiêu năm thì không cần dùng đến cái dây cước này? Không được đâu. Không được à? Nếu mà gọi là mình xây bao tầm gọi là nhiều cho là máy thì mình xây thì vẫn phải dùng cước đúng không? Phải thế chứ. Thế nó mới thẳng chứ. Vâng. Hốc xe chay luôn. Xe chay chứ. Ăn dạng nào ấy chứ. Đêm này ú. Thấy tung nào mà đẹp nó. Ấy, lao. Chú Bình thì hôm nay cũng lên xây luôn hả chú Bình? Đấy, bây giờ thì sẽ cho cô bác anh chị là từ cái góc xa để nhìn ra cái ngôi nhà của ba ông cháu thì sẽ đã nhìn được cái hình thù như thế nào rồi các bác. Đấy, bây giờ thì cô bác anh chị là có thể theo dõi từ góc xa nhìn vào này. Cái phần phía bên này thì hiện tại là đang để cắt cho nên là không có xây được. Bây giờ các anh chỉ có hoàn thành được cái phần nhà vệ sinh này, xong mà đến cái chỗ phần phòng khách với lại phòng ngủ đó các bác. Đấy, ở đây thì một ngày thì các anh cũng không có xây cao lên bao nhiêu cả cô bác, chỉ xây được tầm hơn 1 mét.
thì các anh sẽ lại nghỉ rồi không có xay. Tại vì nếu mà mình xay cao lên quá thì cái phần xi của nó chưa kịp khô thì sợ cái bức tường của nó là sẽ đổ các bác ạ. Hãy phải nói là mỗi lần cháu lực lên thì có một cái góc mà thay đổi rất là lớn của bác. Ôi bên này còn gạch nhiều đấy anh ơi. Bên này còn gạch nhiều lắm. Tầm độ 100 viên đó. Đấy, ngôi nhà bây giờ đã thành hình một chút rồi. Cô bác có thể nhìn thấy là một cái ngôi nhà mà rất là rộng đấy cô bác. Nếu mà ở đây cô bác anh chị nào mà đã hiểu biết về cái phần xây dựng thì một cái ngôi nhà mà 72m2 thì cô bác có thể tính là nó rộng như nào quá. Hiện tại thì cái phần phòng khách thì sẽ để tầm độ là 4 mâm cô bác ạ. 4 mâm thì ngồi thoải mái. Thế tại vì sao mà cháu Lực dám khẳng định rằng là cái ngôi nhà của ba ông cháu là cái ngôi nhà mà đẹp nhất bản đấy cô bác? Thì như cô bác có thể nhìn thấy những cái thước phim mà cháu Lực chia sẻ lên cao, cô bác cũng đã nhìn thấy rằng là hoàn toàn là bà con chỉ có làm từ bằng cây gỗ sao mộc cả. Không có biết về cái phần là những cái viên gạch này với cái thanh sắt này. Đấy cho nên là các bác hàng xóm không có am hiểu về những cái vấn đề mà xây dựng cả. Đấy ở phần phía bên đằng sau nhà của bác này. Ở đây thì rất là rộng các bác nhé. Cách độ tầm là hơn 1m, 1m rưỡi rồi. Sau này làm một cái ránh ở đây thì các em đi qua đi lại thì vẫn còn rất là thoải mái nhá. Có thể là ở phần phía góc bên kia thì hơi hẹp một chút rồi các bác. Hơi hẹp một chút thôi. Đấy và ở phần phía bên này thì do là đổi đất rồi, không có đổi được nhiều. Thành ra là mình chỉ có đổi được thế, mình có chỉ có dám đào thế thôi. Nhưng mà cũng đủ ra cái phần tản ly của nó cũng rất là ok và rất là an toàn đúng không bác? Không có sợ là trên này nó sẽ bị sạt xuống à. Đấy vậy, cháu Lực cũng phải là công nhận một điều rằng là cô bác ạ, khi mà dần đến hoàn thiện thì càng nhìn thấy cái ngôi nhà mà nó càng rộng và nó càng rất là đẹp cô bác. Đấy ở đằng sau này thì bên đằng sau nhà thì bây giờ cháu Lực cũng đã thiết kế thêm hai cái cửa sổ đó các bác nhá. Và đằng trước thì cũng có thêm hai cái cửa sổ nữa rồi. Đấy cháu Lực không cần phải là nói nhiều nữa, chỉ cần những cái thước phim mà cháu Lực chia sẻ lên hay là đăng tải lên cô bác nhìn và cảm nhận được rằng là cái ngôi nhà của các em đã như thế nào. Như vậy thì đã chắc và đã ok chưa? Còn em Sử với lại em Quân thì vừa rồi thì có chạy đi xuống ấy mua mấy đồ để tối nay sẽ ăn cơm cùng mấy anh em thợ là thêm một bữa nữa các bác. Đấy cái phần bữa cơm hôm nay thì là được bác là Trần Thị Tiên, bác có gửi cho cháu Lực để cho cháu Lực mua cho mấy anh em đội thợ. Đây một tí nữa cháu Lực sẽ cùng mấy anh em đội thợ là ăn cơm luôn các bác. Còn ăn những cái món gì thì tối nay cháu Lực sẽ chia sẻ lên cho tất cả của bác anh chị là cùng biết nhá. Thưa cô bác anh chị là hiện tại là mấy anh em đội thợ vẫn còn đang tiếp tục làm công việc mà hoàn thiện ngôi nhà của bác cháu. Thì cháu được với bạn Hiệu là sẽ lên trên rừng để kiếm một chút ra rau xanh của bác. Ở trên rừng cao thì rau này nếu mà đi vào rừng già thì ăn được của bác này. Đấy, rau này thì theo cái tiếng kinh thì cháu được không biết là gọi là gì, nhưng mà rau này thì là một loại rau mà ăn được. Ở đây thì nó sẽ có hai cái loại đỏ của bác ạ. Có một loại là nó màu đỏ và có một loại thì nó màu xanh hay mặt của bác ạ. À, có một loại là nó màu trắng, một loại thì nó sẽ hơi màu đỏ đỏ một chút. Đấy, đây thì có vẻ như là vào trong rừng sâu khá là nhiều các bác. Đấy, mình nhìn thấy là những cây thì có những cây thảo quả này. Đấy, bây giờ thì mình xem là có con gà mùa này thì sẽ có cây thảo quả non chưa. Đấy thì thảo quả thì được là bà con là bà con ở trên này là trồng các bác nhé. Đây đây thì có khá là nhiều rồi đây này. À, hầu như là một vườn luôn. Phải nói với cô bác anh chị là cái rau này thì nó nằm ở dưới khe suối mà mát thôi. Ôi đâu về anh bác, ra mát đi. Ra mát đi. Ồ là nó phắc đi ô. Không vui à. Ồ. Đây có vẻ chú này là vừa đi vào rừng già này cô bác này. Đấy, ở đây thì là thuộc là rừng già luôn rồi. Đây bây giờ thì với bạn Hiệu là sẽ hái một ít rau này về để một tí ăn kèm với lại cơm. Hiệu thì đã nhìn thấy rau này bao giờ chưa? Chưa. Chưa đúng không? Đấy rau này thì nếu mà mình đi vào trong rừng sâu ấy thì mình có thể hái mà mình ăn cơm ăn được ấy.
nó có thể ăn sống được nữa này. Ăn mình chấm chấm đậu đậu phí. Đấy, ở đây thì nó được nhìn thấy là có bà con là cũng ra đây để hái mang ra chợ bán với nhau các bạn ạ. Bây giờ thì chắc có lẽ là em Quân với lại em Sử là cũng đi mua thức ăn về rồi. Ở đây thì có thảo quả đây. Đây là một cây thảo quả đây. Đây là có, đây là có những bức thảo quả non này. Ở đây thì là có những bức thảo quả non được các bác. Thảo quả này rất là thơm các bạn. Ăn rất là thơm. Thảo quả này thì cái cây non của nó thì mình có thể ăn sống được các bác nhé. Mình mang ra hầm mà nấu canh thì cũng ăn được rất là ngon này. Thì cái này thì hình như là bà con được trồng thảo quả đây sau các bạn. Thảo quả thì nếu mà mình trồng ấy thì mình phải trồng ở những cái nơi mà nó thật sự là ẩm ướt thì nó mới sinh sôi này nở ra được nhiều cái thảo quả đấy. Đang lên trên thì càng nhiều thảo quả là nhiều hơn. Ở đây thì nó là thuộc là cái rừng sâu cho nên là nếu mà bà con mình có giống thảo quả về mình trồng mình chăm sóc được thì đấy là mình, đấy là cái quyền của mình thu hoạch. Còn là bây giờ thì anh em sẽ hái một chút dâu mang về để một tí nữa nấu canh ăn cơm cùng với đội thợ là tối hôm nay quá. Bây giờ thì hái rồi nhỉ? Đấy, hai anh em đi thì có chuẩn bị là cả cái bóng đấy. Cái gì cũng phải rất là cẩn trọng nhé. Nó sẽ có rắn xanh này, rắn xanh lục ấy, nó nằm ở những cái bụi này, nó hóa trang rất là giỏi đấy. Có những người nếu mà đi vào rừng mà không có biết ra cách và sơ cứu kịp thời ấy thì là sẽ tử vong luôn đấy. Có được ở trên vùng cao này thì có được đã nhìn thấy là có những gia đình thì có người đi vào rừng phát những cây thảo cỏ này các bác này bị rắn cắn, không biết là cách mà sơ cứu kịp thời đấy thì là tử vong luôn ở trong rừng. Đến lúc mà gia đình mà tìm thấy thì hầu như là đã phân hủy các bác, rất là nguy hiểm. Sau một cái quá trình mà mấy anh em đi hái rau các bác thì mấy anh em cũng đã hái một chút rồi. Đấy, và trong đường sau thì có vẻ rất là ghê đấy, cho nên có những cái vỏ. Rất là sáng luôn. Đấy, đấy, mình nhìn thấy là bà con là chỗ đây để kéo nước này nó không. Nước này thì bà con thì nước luôn, nước này cả. Đây, ở đây thì có dây giảo củ lam luôn rồi các bác này. Đây, đây thì giảo củ lam là 5 lá các bác nhé. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5 này. Đây, ở đây thì có một ít thì tôi sẽ lấy về luôn. Đây, ở đây cái này thì có vẻ có rất là nhiều giảo củ lam này các bác. Đây giảo củ lam luôn đấy. Thế bây giờ nếu mà đi lên trên kia kéo thì chắc là phải được tầm độ cũng khá nhiều các bác. Có được nhìn thấy là nó treo lên là những cây măng nhũ rất là nhiều. Bây giờ thì tố thì mấy người có thể là di chuyển là đi về nhà đâu các bác.
Cháu Quân xin mến chào tất cả quý ông bà cô chú anh chị ạ. Cháu xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị. Anh vừa rồi thì em Quân với lại em Sử thì hai anh em đi xuống cái chợ mua một chút thức ăn về cô bác. Ngày tối hôm nay thì cháu Lực sẽ cùng bán hiệu với lại các em là ăn cơm cùng với lại đội thợ một chút luôn cô bác. Đấy, hiện tại như cô bác có thể nhìn thấy từ xa thì ngôi nhà của em Quân thì đã hình thành tới cái góc độ nào rồi cô bác nhá. Đấy, bây giờ thì phải nói là được độ là tầm 40% rồi cô bác, còn 60% còn lại nữa. Đấy, bây giờ thì gạch hiện tại thì cũng đã gần hết rồi. Ngày mai thì chắc là cháu Lực sẽ lấy thêm gạch vào, xong là gọi mấy anh em thợ, mấy anh em mà cháu Lực hay thuê để chở vật liệu cô bác thì sẽ gọi mấy anh em ấy ra để chở luôn. Đấy, gạch thì bây giờ còn độ tầm hơn 200 viên một chút rồi cô bác ạ. Đấy, phải nói là cái tiến độ mà các anh xây thì rất là nhanh cô bác ạ. Sử có muốn làm hai cửa sổ bên này không? Em muốn làm một cửa sổ hay là hai cửa sổ? Hai cửa đấy. Hai cửa à? Vâng. Đằng sau thì thêm hai cửa nữa đấy. Vâng. Hai cửa sổ đấy. Vâng. Thế tổng cộng là ở phòng khách của em sẽ là có bốn cửa sổ. Vâng. Đấy, bây giờ thì nếu mà anh làm cái cửa sổ này nó 1 mét đấy, chiều ngang của nó 1 mét đấy, thì cái phần ở gây, phần ở viên gạch này thì nó chỉ vừa một viên gạch thôi, thì thành ra là cái bức tường của phần lát cửa vào nó sẽ không có được chắc chắn mấy cô bác, cho nên là cháu Lực sẽ thu gọn lại một chút cô bác ạ. Thu gọn lại một chút thì nếu như mà sau này cô bác có thể đến lúc hoàn thiện thì nhìn cái ngôi nhà mà hai cửa sổ thì nó rất là cân đối cô bác, còn là cái cửa chính thì cháu Lực cũng đã làm rất là rộng và rất là to rồi cô bác ạ. Đấy, bây giờ thì ở đây sẽ mọc thêm hai cái cửa sổ trên này nữa cô bác nhé. Đấy, như cô bác có thể nhìn thấy là cái phần cửa chính của nó rất là rộng. Đấy, bây giờ thì mấy anh em thợ đang là nấu cơm, có người thì nhặt rau, có người thì nấu cơm cô bác. Bây giờ thì Quân với lại Sử nhá, ra kêu hộ các anh nhặt rau ở bên kia một tí này. Đấy, vừa rồi thì cháu Lực cùng bạn Hiệu là mới cúng đi nhặt rau về. Đấy, đi lít tít lên trên rừng già, chít lên trên rừng già cái để nhặt. Đấy, như phần cái phần cửa sổ trên đây các bác nhé, sẽ là một cái mái hiên nó che một chút để sau này mưa nó sẽ không có hát vào này. Đấy, cửa sổ như này thì nó cũng khá là cao và khá là rộng rãi rồi cô bác. Đấy, một cái ngôi nhà như này thì mình có thể là mình chỉ có làm được cái cửa sổ như vậy thôi. Đấy, bây giờ thì em Sử cũng thích là muốn là ở đây là làm hai cái cửa sổ để cho nó thoáng cái ngôi nhà. Đấy, thí dụ như nếu mà bây giờ cháu Lực làm cái cửa mà nó ra hẳn bên này sao, ra hẳn bên này này thì nhìn cái ngôi nhà mà cái cửa nó sẽ không có được cân các bác ạ. Đây, đây thì vừa rồi Sử thì có biết cái loại rau này không? Sử có biết cái loại rau này không, loại lá này không? Đây này có ạ. Có à? Ở trên rừng kia có nhiều không? Có ạ. Có à? Vâng. Phải đi tìm thì mới có à? Vâng. Đấy, cô bác này ở đây là cây giảo củ lam 5 lá này cô bác này. Loại 5 lá này thì sẽ là loại tốt nhất. Cái giảo củ lam này thì mình có thể mang về mình sắc để uống thì nó rất là mát cho gan cô bác. Nếu như cô bác anh chị nào mà trong thời gian tới cháu Lực cùng với các em đi trên rừng khai thác được giảo củ lam như này, đến lúc đấy thì cháu Lực sẽ quảng cáo lên trên kênh và cũng rất là mong có ba anh chị sẽ ủng hộ cái cây giảo củ lam của mấy anh em đi trên rừng khai thác về. Đấy, đi khai thác về xong là mọi cái là tự phơi. Đấy, tự phơi hết, mình phơi nắng hoàn toàn là nắng tự nhiên thì chất liệu mình đến lúc mà mình giảm thuốc thì nó sẽ tốt hơn các bác ạ. Đây, ở đây thì có một ít thôi, hầu như là cái lá này thì mình có thể ăn để nấu canh cũng được. Vừa rồi thì các chú thợ có bảo với cháu Lực rằng là như thế.
đây là hầu như là những cái bữa ăn mà mấy anh em có gà, có ngan hay là có vịt đều không thể thiếu được là những cái hạt dổi cả cô bác. Đấy, ở trên tay cháu Lực thì đang còn một ít hạt dổi đấy cô bác. Nếu mà cô bác anh chị nào quan tâm tới hạt dổi ở trên vùng cao thì có thể là gọi điện thoại qua cho cháu Lực qua số điện thoại ở trên màn hình, thì cháu Lực sẽ gửi cho cô bác anh chị là những cái hạt dổi được chính tay bà con lên trên rừng già và khai thác về cô bác ạ. Đấy, ở đây thì nếu mà mình muốn là lúc mà mình băm ấy để mà nó giòn hơn ấy thì mình có thể hưa qua lửa một chút cô bác ạ. Đấy, ở đây thì hình như là anh Quang có sức khỏe một chút thì anh sẽ dùng không cần là rang luôn cô bác, không cần hưa qua lửa luôn. Hạt dổi thì rất là thơm các bác ạ, chỉ cần thấy anh Quang đập thôi thì nắm ngửi thấy mùi thơm của nó lan tỏa hết cả cái túp liều nhỏ nhỏ của các anh thợ rồi. Kèm theo đó thì trên cái gian hàng nhỏ nhỏ của cháu Lực thì gồm có là mật ong rừng này, mật ong khoái rừng và mật ong bạc hà, cộng thêm là chè san tuyết của thụ Hà Giang nữa. Nếu mà cô bác anh chị nào mà có quan tâm những cái đặc sản ở trên vùng cao thì có thể điện thoại qua cho cháu Lực qua cái số điện thoại ở trên màn hình, thì cháu Lực sẽ gửi được những cái lít mật ong hay là những cái đồ đặc sản ở trên vùng cao tới tay cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị. Đấy, ở đây thì hầu như là những cái mặt hàng này thì cháu Lực đều đi thu mua lại của bà con đi ra chợ phiên đấy cô bác. Nếu mà như mà bây giờ cháu Lực gửi cho cô bác anh chị những cái gói chè nó bị mốc hay là nó sẽ không có được thơm thì sau này nó sẽ mang tiếng ảnh hưởng tới kênh của cháu Lực, vì cháu Lực cũng không có muốn chuyện đấy xảy ra cả cô bác ạ. Đấy, xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều khi mà đã quan tâm tới những cái mặt hàng, khi mà đã tin tưởng cháu Lực cô bác ạ. Bây giờ thì cháu Lực sẽ cùng mấy anh em đội thợ là ăn thôi các bác. Hôm nay chỉ có lại ngan với lại nấy canh mà vừa rồi cháu Lực với bạn Hiệu là đi lấy về, đi lên trên rừng đi lấy về một chút các bác. Đấy, ông thì đang đi nhà hàng xóm như là đi ăn cơm cái gì đấy, thành ra là không có ngồi ăn cơm cùng cháu Lực được. Đấy, bây giờ thì chỉ có em Quân với lại bạn với lại em Sử thôi. Đấy, một tí nữa thì em Hải cũng sẽ lên ngồi ăn cơm nữa anh à? Em ngồi thế này rồi. Ôi anh Vinh. Anh không khoanh chân được. Anh Vinh này.
Linh chắc đi nhà dưới ăn rồi. Đi xem làm nhà gỗ à? Mày có mối rồi mà. Anh Vinh thì lại đi xem mối à? Nhưng mà chắc là phải đợi anh Vinh thì mới ăn chứ? Lên rồi. Chú vừa gọi. Thế bây giờ thì phải đợi anh Vinh một chút nữa đó. Để dưới này. Đợi anh thợ chính nữa. Đi ăn. Tí mới ăn à? Ừ. Cái đũa của mình đấy. Đây, đũa của anh đây. Ôi có một lần. Mời cả nhà nhá. Lên đây các sáu cho. Mày thường cu. Mày thì khâu còn lắm à? Chui. Nhéo quần. Khó á? Hả nhéo quần đấy chỗ ôm mà lên. Đây. Mà mắc quần nó. Không sợ chứ nào đấy. Đi lấy đi chẳng phát à. Ồ. Cái bẹt rồi đấy. Cái ăn uống như thế này mai mà ốm chết mai nghỉ tất hôm nay là không đâu. Ôi, bỏ hò á bỏ hò cao thôi chơi chị hò à mời ban cơm nhá chuẩn cơm nhá không có chén thì uống được gì nữa các anh thợ thì không thể thiếu được là những cái chén rượu của bác này thế bây giờ thì cháu được cùng xin mời tất cả quý ông bà cô chú anh chị là cùng mấy em cơm hái sứ ơi con mời tất cả quý ông bà cô chú anh chị ăn cơm ạ nào má nữa ôi mắt mày chắc lao hơi nặng chị xuống nè nhà nữa ăn đi ăn đi em ơi được rồi bye bye con mời tất cả quý ông bà cô chú anh chị cùng cùng con ăn cơm ạ con bò hò ăn chúng à bò hò nè à đợi anh xử luôn cơm em ơi anh xử thì đang là lấy thêm nồi cơm nó về này mày nuôi đâu ôi cơm đầy bao nhiêu mày cơm đi Hải ngồi đây luôn đi đây để anh xử cơm luôn à lấy cái luôn cái bát đấy cho anh lấy bát bát đấy xem ngồi đây luôn đấy xử cơm luôn đi đây cháu xử mời quý ông bà cô chú anh chị ăn cơm ạ ăn cơm rồi em mời tất cả các bác nhá các chú nhá anh nhá bây giờ thì có vẻ như là các anh thợ thì cũng đi làm thành ra là chưa có tiếp xúc với máy quay là nhiều bác thành ra là bây giờ cháu Đức sẽ tạo một cái hình một chút nữa thì ăn cơm xong thì cháu Đức cũng sẽ di chuyển là đi về nhà của mình được các bác có lẽ là cái thước phim này thì cháu Đức cũng xin được kết thúc ở đây được các bác cái tiến độ mà làm nhà của ba ông cháu tới đâu thì cháu Đức cũng đã cập nhật tới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị là cùng biết rồi. Trong thời gian tới thì cháu Lực cũng rất là mong sẽ nhận được thêm những cái lời đóng góp của tất cả ý kiến của quý ông bà cô chú anh chị là gửi tới cho cháu Lực. Cô bác có thể để ở dưới phần là bình luận hoặc là gửi gọi điện thoại trực tiếp cho cháu Lực cô bác anh chị nhé. Còn thức phim hôm nay thì cháu Lực cũng xin được chia sẻ đấy cho cô bác ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác anh chị. Cháu sự chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị. Xin cháu Quân chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ. Cháu Hải chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ. Chào các quý vị khán giả nhé. Mời cùng cơm với bọn cháu, đội thừa bọn cháu với là các em Lực với là Sử và cháu xin chào các cô các bà các chú để một buổi tối vui vẻ. Xin chào các quý vị khán giả.